Sáng ngày 23 tháng 7 năm 2024, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Lạc đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình năm 2024. Tham gia lớp tập huấn, các học viên đã được nghe các đồng chí báo cáo viên của Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình phổ biến, quán triệt hệ thống các văn bản của Trung ương, của tỉnh trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2021-2026, định hướng phát triển và một số vấn đề trọng tâm trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn mới, thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước khác ở địa phương, cơ sở. Tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 và Nghị định 76 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện, kỹ năng quản lý, vận động, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong xây dựng đời sống văn hóa tại gia đình, cộng đồng và nơi học tập lao động sản xuất, hướng dẫn việc kiểm tra, rà soát, quy trình xây dựng mới hoặc sửa đổi bổ sung hương ước, quy ước thôn, xóm, tổ dân phố, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức về công tác xây dựng đời sống văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội địa phương, đồng thời tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, tổ chức hoạt động cho đội ngũ công chức văn hóa cấp xã, trưởng xóm trong triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.